Hồng Thêm mến chào và rất vui khi gặp lại quý khán giả trong chương trình Một Thoáng Quê Hương của Đài Truyền hình Việt Today. Quý vị và các bạn thân mến, nhà thờ Đa Minh Ba Chuông là một trong những công trình kiến trúc tồn tại khá lâu đời ở Sài Gòn. Đầu thế kỷ 21 thì thánh đường này được xây dựng lại và mang một dáng dấp hoàn toàn khác so với trước đây. Bằng sự kết hợp độc đáo giữa nét kiến trúc ngang thẳng gãy gọn của phương Tây với vẻ thanh thoát nhẹ nhàng của kiến trúc phương Đông, toàn bộ thánh đường đã trở thành một công trình nghệ thuật độc đáo có 102 giữa lòng Sài Gòn. Sau đây xin mời quý vị khán giả cùng theo chân phóng viên Việt Today để chiêm ngưỡng công trình nghệ thuật độc đáo này. Tọa lạc trên đường Lê Văn Sĩ, quận Phú Nhuận, thánh đường Đa Minh Ba Chuông với diện tích hơn 3.000 m2 được xây dựng theo phong cách Á Đông và mang đậm nét văn hóa Việt. Kiến trúc này vừa mang dáng dấp của một ngôi đình làng xã Việt Nam với hình vuông, mái cong, vừa được thiết kế theo lối hiện đại với bê tông cốt sắt và tường gạch ốp đá. Nhà chúa vì thế mà trở nên nguy nga, tráng lệ nhưng lại rất thanh thoát, nhẹ nhàng. Từ bên ngoài nhìn vào, toàn bộ kiến trúc thánh đường là một màu xanh được gắn kết bằng những tảng đá xanh láng bóng. Cổng tam quan cao vút, điểm trên các góc mái là hình những chú rồng uốn cong, tạo nên một quần thể điêu khắc lồng lộng giữa bầu trời trong xanh, phả vào hình khối kiến trúc một tinh thần Việt. Tháp chuông là một thành tố không thể thiếu được trong kiến trúc nhà thờ Công giáo. Tháp chuông càng cao thì tiếng chuông càng vang xa, nhằm kêu gọi mọi người con Chúa khắp nơi trong xứ đến hiệp thông các lễ nghi phụng tự. Đặc biệt ở thánh đường Đa Minh Ba Chuông là phải có đủ 3 quả chuông đồng. Đây là một dấu ấn mang tính lịch sử đã trở thành biệt danh của nhà thờ. Tháp chuông ở đây có hình trụ vuông gồm 3 tầng mái với kiểu dáng mái cong truyền thống được cách điệu và hiện đại hóa. Mỗi góc mái là một đầu đao hình rồng quy hướng về thánh giá, vừa thể hiện sự hội nhập văn hóa trong kiến trúc nhà thờ, vừa chuyển tải được ý nghĩa về mặt tôn giáo rằng Đức Kitô trung tâm. Thánh đường Đa Minh Ba Chuông chọn hình đầu rồng vốn là một linh vật trong tứ linh để trang trí nơi góc mái, nhằm nhắc nhở mọi người nhớ về thủy tổ của dân Việt, nhớ mình là con rồng cháu tiên. Hơn thế nữa, tàu đao đầu rồng với dáng dấp rồng bay còn khơi gợi con đường giải thoát và diễn tả ý muốn vươn lên cao hơn, hướng thượng và những khát khao nội tâm trong tâm thức của mỗi người khi đến cầu kinh dâng lễ. Nghê là một trong hai linh vật đặc thù của văn hóa Việt Nam. Trong kiến trúc đền đài, lăng tẩm, người Việt ta thường chạm khắc những cặp nghê đá đặt hai bên tam cấp như là để bảo vệ, hộ phù. Với ý nghĩa trên, tượng nghê được đặt trước bốn phía tiền đường ngang hàng với rồng chầu, gợi lên niềm tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc. Bước vào trong thánh đường, ta sẽ thấy rõ chủ ý của tác giả khi thiết kế ngôi thánh đường này là việc đưa bản sắc dân tộc vào trong kiến trúc nghệ thuật thánh. Điều này thể hiện qua việc thiết kế gian cung thánh và các bài trí bên trong lòng của nhà thờ. Cung thánh thánh đường Đa Minh Ba Chuông được thiết kế hình tròn theo hướng mở, tạo không gian rộng thoáng về bốn hướng, đúng với tinh thần cánh cửa mở rộng canh tân. Bàn thánh là điểm quy tụ mọi thành phần dân Chúa cùng hiệp dân lễ tế trong Chúa Kitô. Bàn thờ được làm bằng một loại gỗ quý trên mặt đá cẩm thạch.
chất liệu gỗ, đá là những vật liệu mang tính truyền thống trong kiến trúc xây dựng bền vững của người Việt Nam. Theo sắc thái văn hóa Á Đông, bàn thờ hình tròn tượng trưng cho trời, chân đế hình vuông tượng trưng cho đất. Do đó, trong Đức Kitô, trời, đất được kết nối chặt chẽ với ý niệm Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Được trưng bày ở tiền sảnh ngôi nhà thờ, các bức phù điêu làm nổi bật sự liên kết giữa tinh thần Kitô giáo và truyền thống văn hóa dân tộc. Bên trái là phù điêu Đức Mẹ Mân Côi có khoảng không gian nền với hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết. Nguồn nước tượng trưng cho lòng mẹ bao la. Bên phải là bức phù điêu Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Trong bối cảnh nền là không gian thuần Việt. Tất cả những biểu tượng này đều mang tâm thức Việt. Ba bộ tranh gốm bao bọc ba mặt tầng lửng bên trong nội thất nhà thờ gồm 15 bức họa sống động với tổng chiều dài 60 mét, thể hiện sự hòa hợp giữa các gam màu và họa tiết. Kết cấu nên một giáo lý bằng tranh sinh động. Qua đó, chúng ta có dịp khắc ghi những biến cố quan trọng trong toàn bộ tiến trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, xuyên suốt từ Cựu Ước đến Tân Ước. Xung quanh thánh đường nguy nga tráng lệ là các quảng trường Thánh Martino, quảng trường Đức Mẹ Maria, quảng trường các thánh tử đạo Việt Nam được trang hoàng bằng những nhân tố văn hóa rất Việt. Đó là những cây đèn đá, bờ tre, khóm trúc, cây kiểng, hòn non bộ, hồ cá, tạo nên không gian thờ phượng rất thiên nhiên và cũng rất gần gũi với đời sống của người dân. Những bài trí đó vừa mang nét đẹp của văn hóa Việt, vừa góp phần làm cho ngôi thánh đường đồ sộ, hòa mình với cảnh quan tự nhiên của đất trời, cỏ cây, mây nước. Kiến trúc thánh đường đa minh ba chuông đã khẳng định sức sống mới, hài hòa và cân đối giữa tôn giáo và văn hóa dân tộc. Phải công nhận rằng Công giáo đã góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống vật thể cũng như phi vật thể của dân tộc Việt Nam trước trào lưu toàn cầu hóa ngày nay. Đến với ngôi thánh đường mang kiến trúc rất Việt Nam này, chắc hẳn ai cũng cảm nhận được nét thân thương gần gũi của cội nguồn văn hóa dân tộc hòa vào một đức tin mang tâm thức Việt. Nếu những nhân tố văn hóa đưa vào thánh đường cho ta một bầu khí thân quen, giúp ta dễ nâng tâm hồn lên với Chúa, thì hy vọng từ thánh đường trở về với cuộc đời, giữa thanh không bao la của trời đất, ta lại gặp được đấng hiện diện khắp mọi nơi. Để rồi trần gian, thế giới và từng tổ ấm gia đình đều biến thành thánh điện, thành điểm hẹn, điểm hội ngộ giữa con người với thần linh.